bây giờ đã quá trưa thì mọi người cũng dùng cơm, tôi đi cũng thấp xin mời lại Thank you.
thì nhiều. Nhiều nữa. Cho gạo mì mì không phải không? Ở nhà. Còn thôi tôi thấy còn tới ai tôi hiểu. Hôm nay thầy giảng hay quá ha. Ừ. Hay rất là hay luôn. Hay, yeah. Em nghe tới nói mà mê luôn á. Hay thiệt, hay luôn á. Dạ. Dạ đúng rồi. À, muốn nghe nghe em hiểu hiểu không? Hôm nay đông ha. Người lớn. Không đông không. Yeah. Ở dưới đông. Tình độ phải hiểu hai cái đạo lý. Yeah. Bây giờ mình quên không có gì đi, mình cũng ăn an tâm, mình cũng khỏe, mình cũng có. Đúng rồi. Cái power, cái điểm của Phật. Yeah. Chứ nếu mà không tin sao đi vượt biên, ở giữa biển cầu có được cái gì? Đúng rồi. Cái gì đây? Vậy mà Thái Lan, người ta cầu đừng có gặp Thái Lan, chứ nó hạnh phúc dưới cái chết. Còn anh lại vượt lên, anh nếu mà không cầu thì không chết, thì khắp nước chết. Đúng rồi. Anh cầu vậy mà tự nhiên nửa đêm ở giữa biển là mình có Thái Lan. Anh cầu Thái Lan lên Thái Lan rồi nó cho đồ ăn rồi nó chỉ vô máy bay, nó muốn lên tàu nó hay là muốn chở vô Thái Lan hay là nó muốn tự đi, anh nói thôi tự đi xin đồ nó cho dắt luôn vô. Nửa đêm chiều đó là cầu nguyện rồi, chứ nãy nửa đêm mới gặp nó. Sáng sớm trưa đó tới Mã Lai anh chạy tới rồi. Wow. Nghỉ hơn ông rồi không tạm giới không mẹ giới rồi lấy thằng Trinh giới thì gòn không nghĩ là đẹp cái nào lúc đó tao 18 rồi nhỏ tôi 21 còn mấy chị kia là hai mấy trở lên nghĩ đây gái không mà tạo Thái Lan những trai không. Đúng rồi. Biết tàu trước nó bỏ cái bà kia quanh tàu nó cũng hoài luôn nhưng mà không biết sao đó nghĩ tôi lạ không. Rồi người ta đi vô đất liền người ta xin đi tùm lum hết. Không nhận, tao chưa xin đi Úc mà thằng Mỹ nó nhận. Nó có lạ không? Nếu mà thằng Úc không xù tao dễ gì đó ở đây. Đúng rồi. Mà nữa bây giờ tao nửa ghét nó mà giữa nhờ nó tao ở đây chứ không thôi tao đi Việt Nam mà nó có tàu Việt Nam lại đó, tao nói nó tuyên bố mà. Mấy họ Mỹ nó hỏi tao đi Mỹ nó đi đó, mày nhận đi không đi được có tàu gì đó. Đi Úc rồi, thằng Nhân Úc thì hơi như mấy gia đình đó. Hơi như mấy gia đình đó. Tôi nội bên ngoài đó. Cậu có gì có cỡ tuổi cao nhất luôn. Tao nghĩ qua đó chắc không biết. Tao biết tập kè đó là không đạo. Ở đó đi vô biên nó mới đạo. Đúng rồi. Biết Lâm Mô Phật. Đi thôi đó. Có gì ha, có gì với Phật Pháp ha. Có tới đây với yeah. Ở Việt Nam có vô ngang chùa rồi mà thắc cười lắm. Yeah. Động Bát Nhã đâu nghe thắc cười đứng ngoài cửa mà. Chơi vòng vòng ngoài cửa nhưng rất yên cái đời thôi. Xong cái qua bên đảo cái anh kia anh người Tàu Việt anh dẫn lên chùa cũng vô ăn trước đứng thôi chứ không dám vô không biết gì hết. Nó tụng kinh thất cười đó. Xong rồi mới qua đây mới đi với bảo vệ ra bên mấy cái chùa bên dưới xì rồi đó. Vô hạnh mà rồi xong mới về thập phương là quy đúng rồi quy anh đảo rồi anh đảo là không biết nhưng mà mấy anh kia dẫn vô quy đầu sinh quy anh đảo. Nguyên này đỡ thầy nó có nhà không có ở đây lâu có người sáng thì cũng ở lâu được đi được trễ hồi xưa 7-8 giờ sáng tới đây bây giờ 9-10 giờ tới đây bây giờ 10 giờ mới tới bây giờ là không giờ phải dừng liền thì lắm biết không bà với thầy giảng ha bà không có trong